Chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng com. Lần này mình về rất là nhiều xe đạp, xe touring bánh 700c và mình đã lựa được cái lô đấu giá này của Nhật thì toàn những chiếc xe rất là đẹp. Và tiếp theo trong cái chuỗi video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chiếc xe Jeepway thương hiệu Mỹ. Và theo như mình đánh giá thì con này cũng cực đẹp. Không phải nói gì đâu nhưng mà con này cực đẹp các bạn. Tại vì là nó sẽ được trang bị cái bộ Mayer là Shimano Classic. Như các bạn biết là cái bộ Mayer Shimano Classic này thì được trang bị trên cái group mà xe đua trung cấp của xe đạp Nhật Bản thì mới được trang bị. Mayer Shimano Classic cộng với vành hai lớp, đũa lốp vành hai lớp nên là cực kỳ cứng chắc. Lốp Kenda 700C cực kỳ cứng chắc. Đi kèm với đó là phanh Shimano. Phanh Shimano chính hãng. Phanh này thì để nói về chất lượng thì nó gần như là dòng tốt nhất của cái dòng phanh Shimano là dòng phanh V này. Các bạn thấy là trên đầu khung thì có cái thương hiệu của hãng là Jeepway. Jeepway. Xe được trang bị tay lắm nguyên bản. Tay lắm này hãng còn nguyên từ bên người Nhật. Nắp tay bấm xả Shimano 8 tốc độ, bên này là 3 tốc độ, là cho chiếc xe có tổng là 24 tốc độ tùy biến khác nhau, 3 đĩa và 8 líp. Bộ xi ghi đông phốt tăng là cao cấp, dòng nhôm bóng, trọng lượng nhẹ, chính hãng theo xe. Xe đã qua sử dụng tại Nhật nên là trên khung xe sẽ có những cái dấu vết, ví dụ như là tem Nhật này, cái model của hãng này, xe Pirena City Jeepway, rồi các cái tem của hãng. Sau là cái tem đăng ký với Bộ Công an. Khi mà đã qua không sử dụng nữa thì người ta sẽ cạo tem đi để người ta chứng minh là cái người giật, người ta chứng minh là người ta không còn cái sử dụng cái chiếc xe này nữa. Người ta cạo như gần như là cái biển số của mình là bỏ đi đấy. Xe có size là 46cm, cỡ của xe khung là 46mm và làm bằng khung aluminum 6061. Aluminum 6061 là một loại hợp kim nhôm rất là nhẹ, rất là tốt. Jeepway Product Japan. Đấy. Lifestyle by một sản phẩm của Nhật Bản. Đằng sau như các bạn thấy là cũng được trang bị Mayer Classic, Shimano Classic thuộc cái dòng group của xe đua thì mới được trang bị cái Mayer này nên là cặp bánh này rất là đẹp. Classic của Shimano Malaysia sản xuất. Mayer cặp bánh này còn khá là đẹp. Phanh đằng sau cũng là phanh của Shimano. Một loại phanh gần như là tốt nhất trong cái vành dòng phanh V của xe đạp bãi. Xe thì được trang bị đùi đĩa Shimano 3 tầng. Đùi đĩa Shimano 3 tầng. Líp 8 tầng Shimano. Và bộ chuyển động Shimano Antut cũng là những cái bộ chuyển động mà thường thấy trên xe đạp Nhật Bản. Xe chuyển số cực êm. Yên thì mình vẫn để nguyên bản, mình không có bọc lại. Yên là nguyên bản. Mình cứ ra nguyên bản. Còn cái này nếu mà các bạn khi các bạn nào sở hữu chiếc xe mà muốn thay đổi yên hoặc là muốn bọc lại chiếc kia thì mình hoàn toàn có thể hỗ trợ. Còn yên này là mình để nguyên bản, gần như là những cái người sử dụng bên Nhật là xách về đây luôn, không có nhuốm má gì hết, sơn cũng còn sướt nguyên. Sơn có một vài chỗ sướt, chỉ có một chỗ này sướt thôi, một vài chỗ chút. Nói chung là xe này khoảng độ mới
trọng. Giá bảo hành của chiếc xe này thì vào khoảng gần 60 triệu đồng. Nếu mà các bạn muốn biết giá chính xác của chiếc xe thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0975709993. Và các bạn nếu quan tâm đến xe đạp thể thao thì hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mình review những cái xe mới về. Và bên cạnh đó là mình đã tắt hoàn toàn quảng cáo trên cái kênh của mình để các bạn trải nghiệm video không bị làm phiền bởi quảng cáo của YouTube. Nên là mong các bạn ấn like video để mình có động lực làm những video mới trong thời gian tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.